Chào mừng mọi người trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn. Hôm nay Lộc Nguyễn đang đi trên một cái con đường. Con đường này gọi là con đường nhựa của đường tập đoàn 2 nha quý anh chị. Cái vị trí mà Lộc đang đi á, là nó chỉ cách cái bến xe buýt Hưng Long á, chỉ tầm khoảng 1 phút thôi quý anh chị. Xung quanh cái đường này á, nó tập trung rất là nhiều khu công nghiệp, như là khu công nghiệp Kiyuna nè, khu công nghiệp Phun Lưu, khu công nghiệp Chinh Lưu, khu công nghiệp Tân Kim, Đặng Quỳnh, vân vân nha. Và đặc biệt ở đây nó có đầy đủ tất cả các tiện ích luôn, như là điện máy xanh, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động và trường học các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Nên rất là thuận tiện để cho quý anh chị an cư lạc nghiệp ở cái khu vực này, cũng như là mình cho con cái học hành tại cái khu vực này luôn nha quý anh chị. Và Lộc Nguyễn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và cô bác trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và theo dõi kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn, và cũng như là mua những cái sản phẩm nhà và đất bên Lộc Nguyễn đi review mỗi ngày cho quý anh chị nha. Và hôm nay cũng vậy, hôm nay Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái miếng đất vườn rất là thích hợp để cho quý anh chị để xây nhà vườn nè, để đầu tư nè, xin lên thổ để phân lô tách thửa thì rất là phù hợp luôn nha quý anh chị. Thì cái con đường này á, là con đường nhựa 9m, là con đường tập đoàn 2. Nó đi thông ra từ bến xe buýt Hưng Long, Hương Lộ 11 nha quý anh chị. Cái đoạn đường mặt đường Hương Lộ 11 sẽ đi thẳng ra đường tập đoàn 2, bằng con đường này đi ra cái đường tuyến tránh quốc lộ 50. Đó, đi thẳng ra khu công nghiệp Phun Lưu luôn. Thì rất là thuận tiện để cho quý anh chị nào mà có xe hơi á, quý anh chị đi vào bên trong cái miếng đất vườn mà Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị nha. Cái miếng đất vườn này á, thì khi mà quý anh chị đi từ đầu đường tập đoàn 2, quý anh chị vào cũng được nha. Và nó có hai hướng vào, nó có tới 3 đến 4 hướng vào luôn nha quý anh chị. Thì khi mà quý anh chị rành đường ở cái khu vực này đó thì quý anh chị rất là dễ thuận tiện đến cái vị trí đất này. Đó, thì từ cái đường Hương Lộ 11 thì nó sẽ có hai đường vào luôn nha quý anh chị. Rồi cái khu vực Bình Chánh á, nó sẽ có cái đường Nguyễn Văn Long để đi vào cái con đường tập đoàn 2 này, đi vào trong miếng đất. Thì cái khu vực này quý anh chị, cái bên tay phải Lộc nè, thì khu vực này nó thuộc là xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, còn cái miếng đất này nằm đối diện cái khu Bình Chánh luôn. Thì miếng đất này nó nằm ráp danh với khu vực Bình Chánh. Thì miếng đất của chúng ta được tọa lạc ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha. Nhưng mà là điểm đầu của Long An, Cần Giuộc, nên rất là thuận tiện để cho quý anh chị mua để xây nhà vườn, để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi thành phố Hồ Chí Minh á. Thì quý anh chị về cái khu nhà vườn này để cùng nhau mình nghỉ dưỡng ha. Thì từ bến xe quận 8 nó chỉ cách cái miếng đất này tầm khoảng 9 km thôi nha quý anh chị. Nên rất là thích hợp để cho quý anh chị sở hữu cái miếng đất vườn này. Đó, thì mời quý anh chị di chuyển vào cái con đường này để cùng tham quan cái miếng đất vườn của chúng ta nha. Và đây là con đường đi vào miếng đất mà Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị nè quý anh chị. Xung quanh cái vị trí đất hôm nay á, rất là đông dân cư nha quý anh chị. Một cái khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất ở phía bên tay trái Lộc đây. Những cái ngôi nhà mới được mọc lên. Sắp tới thì con đường đi vào vị trí đất á, sẽ được đổ đan nha quý anh chị. Con đường của chúng ta rộng tầm khoảng 5-6m. Quý anh chị có thể di chuyển bằng xe tải đến vị trí đất này luôn nha quý anh chị. Hiện tại thì Lộc đang đứng trên con đường mà Lộc sẽ đi vô cái miếng đất vườn nè quý anh chị. Thì từ cái mặt tiền hồi nãy á, đường nhựa, thì cái vị trí đất của chúng ta nó chỉ cách cái đường nhựa tầm chưa đến 100m quý anh chị. Thì xung quanh nè quý anh chị, quý anh chị nhìn một cái khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất luôn. Cái phía bên đó là hôm trước Lộc có 50 nền đất thổ cư á, thì hiện tại Lộc đã bán hết rồi. Và hiện tại những cái nền đất thổ cư đang được xây dựng lên. Đó, rất là nhiều nhà luôn ha quý anh chị. Và hôm nay Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái miếng đất vườn. Một cái miếng đất vườn mà Lộc tin chắc là quý anh chị sẽ rất là thích nha. Lộc thấy cái khu vực này nó rất là đông đúc và sầm uất, cũng như là đầy đủ tất cả các tiện ích rồi. Thì mình về đây mình sở hữu cái căn cái nền đất vườn này để mình xây nhà vườn thì rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Thì tổng diện tích của miếng đất vườn này á là 500m² nha quý anh chị.
Đây là cái miếng đất vườn mà Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị đây. Thì từ vị trí cọc này qua cái vị trí cọc bên cái nhà vườn bên đó thì là mặt tiền của mình nha, là 8,9 mét. Đi thẳng xuống phía dưới nở hậu ra, cái khu vực nở phía dưới là 10,7 nha quý anh chị, nở hậu ra là 10,7. Thì một cạnh của chúng ta là 59 mét và một cạnh là 52 mét. Tổng diện tích của miếng đất vườn này á là 500 mét vuông đó, nên và Lộc thấy là rất là thích hợp để xây nhà vườn cũng như là cho quý anh chị đầu tư lâu dài luôn nha. Ở đây Lộc đã đi test quy hoạch rồi, thì quy hoạch là đất ở tại đô thị nha quý anh chị. Và hiện tại á, trên tay Lộc là cái sổ đất vườn của cái miếng đất này nha quý anh chị. Một cái miếng đất mà sổ sẵn cầm tay thì rất là nên sở hữu nha quý anh chị. Đó, mình quý anh chị nào mà muốn sở hữu liền cái miếng đất này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua số hotline 077-201-0726 để gặp Lộc Nguyễn. Lộc Nguyễn sẽ tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là đặt cuộc hẹn để cho quý anh chị đi xem cái vị trí miếng đất vườn của chúng ta trực tiếp luôn nha. Và cái phía trong bên đây nè quý anh chị là con đường thông luôn, và khu dân cư ở đây rất là đông đúc rồi. Mình rẽ trái thì sẽ đi ra lại cái con đường tập đoàn 2 nha, cái con đường nhựa đầu tiên mà hồi nãy Lộc đã quay á đó. Thì quý anh chị thấy miếng đất vườn này như thế nào ạ? Chứ riêng Lộc thì Lộc rất là thích luôn. Với một cái vị trí đất thì xe tải nó có thể đến được cái vị trí đất luôn. Thì hiện tại cái khu vực đất vườn của chúng ta nó được đã khum bao lại nha quý anh chị. Đó, tuốt ở phía dưới luôn kìa, quý anh chị thấy không ạ? Đó, cũng có một cái rào chắn ở phía dưới luôn. Thì đất của chúng ta đã lên gò cũng khá là cao rồi nha quý anh chị. Nên quý anh chị về thì mình làm nhà vườn để nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, mình có thể là công chứng trong ngày luôn nha quý anh chị. Hiện tại đã có sổ sẵn rồi nên pháp lý rõ ràng, nên quý anh chị yên tâm nha. Với một cái miếng đất vườn diện tích 500 mét vuông thì rất là thích hợp để cho quý anh chị và cô bác xây nhà vườn để nghỉ dưỡng cũng như là đầu tư nha. Sau những ngày làm việc mệt mỏi thì một cái vị trí đất vườn để xây nhà vườn, để khi mà quý anh chị những ngày cuối tuần á, quý anh chị cùng gia đình và bạn bè cùng nghỉ dưỡng tại cái ngôi nhà vườn thì rất là tuyệt vời phải không quý anh chị? Một miếng đất vườn hướng đông bắc có tổng diện tích là 500 mét vuông, chỉ với 3 tỷ 3 thôi là quý anh chị có thể sở hữu ngay miếng đất vườn này nha. Thông qua video này á, thì Lộc Nguyễn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị đã luôn theo dõi Lộc nha, và tin tưởng ủng hộ những cái sản phẩm nhà đất Lộc Nguyễn trong thời gian vừa qua. Và Lộc Nguyễn xin hứa là sẽ đi quay thật là nhiều nhà đẹp cũng như là những cái miếng đất vườn, đất thổ cư nè, đất vườn, đất lúa. Thì tùy theo nhu cầu của quý anh chị như thế nào thì quý anh chị hãy nhanh tay gọi cho Lộc qua số hotline để Lộc sẽ tư vấn rõ ràng đúng nhu cầu của quý anh chị để không mất thời gian của hai bên nha quý anh chị. Thì cuối video Lộc Nguyễn xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và cô bác trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhà đất Lộc Nguyễn nha. Chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. We'll be right back.